Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Đây gọi là đạo tràng cư sĩ tổng hợp, nghĩa là đạo tràng già trẻ bé lớn có hết luôn quý vị. Nhìn đi. Bé nhỏ nhỏ ta giỏi lắm nha, nhưng giỡn đâu, nhưng như đòn câu chuyện mấy bé nhỏ ha, trai ha, lại Phật ngon lành luôn. Niệm Phật lại Phật ngon lành luôn. Nhưng mà đòn bé Diệu Minh rồi ha, mấy nhỏ nhỏ rồi, mấy trai gái nhỏ nhỏ rồi, lại Phật quá trời lại Phật đặc biệt không. Rồi con bé Tư rồi, mấy đứa nhỏ nhỏ rồi nó lại Phật quá chàng luôn, thấy không, nhiều lắm. Nên nó rất là nhiều bé đại diện nêu một hai đòn thôi ha, mấy bé đòn Kim Liên đồ này kia rồi gia đình. Nên cách này hay. Gia đình nếu được 4-5 người cũng là một đạo tràng cư sĩ. Hay thứ bảy chủ nhật cái tập trung cộng tu ở nhà, hoặc là ở chỗ của bạn đồng tu nào cũng được. Hay thiệt, quá hay luôn. Rồi xong tu tập xong rồi ngồi ăn uống gì chút xíu, nó cũng là cái niềm vui tuyệt vời thật sự. Chúng ta gặp nhau niệm Phật thôi. Từ hôm nay khỏi dính dáng cái việc cái này nọ đồ gì vật chất. Mình cứ niệm Phật tu tập ổn định. Nhớ kỹ, nhà 2-3 người mà biết niệm Phật, đây là nhà đại phước báo thật sự. Còn gia đình mình mà 10-20 người đến tu là gia đình này đại phước báo. Có 10-20 người là một cái đạo tràng là tu không đơn giản. Có khi thăng bằng quyến thuộc mình có những người chưa siêu thoát, biết đâu hôm nay mấy chục người là tu cái nhờ cái quay lực này Phật quang phổ chiếu một cái, tiếp dẫn hương linh ở gia đình mình về cực lạc luôn. Mà gia đình mình mà hương linh mà được tiếp dẫn về cực lạc rồi, gia đình mình nó nói âm siêu thì dương lợi quý vị, âm siêu dương lợi. Nhất là mấy bé nhỏ này mà giờ mà tu tập gì mà khắp nên nơi người ta nhìn thấy gương mặt mấy đứa nhỏ này thôi, mọi người ta khen câu thôi là mấy con duyên phước lớn. Có nhiều người lớn mà nói thiệt sự, mà nhiều người lớn mà không chịu lễ Phật á đó. Có những người người ta tu luôn mà người ta bận, người ta không có lễ Phật được luôn. Vì mà đứa nít mấy tuổi thôi mà lễ Phật quá chèn luôn. Đoạn chuyện mấy thằng trai rồi thấy chưa, Đức Thành hay gì đó. Lễ Phật được quá trời lễ luôn, mà lễ đàng hoàng nghe, lễ nghiêm túc. Mấy cái người mà người ta mà đặt máy quay phim á, bây giờ thì mình không có làm phim ảnh rồi, nhưng mà tất cả mấy anh YouTube người ta quay hết. Nó quay mấy đứa nhỏ đó. Nó là gọi là đạo tràng cư sĩ tổng hợp. Nó rồi đạo tràng cực lạc đồ, có hùng được, thấy không? Nó gia đình rồi biết tu hết trơn. Nó cha con gia đình vợ chồng con cái biết tu hết. Đây là gia đình đại phước báo. Nhớ kỹ. Tại gia đình lúc nào cũng nghe tiếng niệm Phật. Từ xưa giờ những đứa có cái nguyện gọi là gây dựng đạo tràng tịnh độ từng gia đình. Bây giờ trước mắt những đức hình thành thấy rõ ràng. Số lượng đông vẫn không? Đông lắm. Ngày cộng tu chủ nhật thôi mà, cái giờ này thôi mà tập trung đông như vậy mà thành viên rất là đông là không đơn giản đâu. Số lượng người này đông lắm, toàn là cư sĩ. Mà ngày hoàng niệm tổ, ngày
chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài nói rằng cái thờ mạt pháp này nè, cư sĩ thành tựu nhiều. Mà chính mình cũng thấy rõ ràng, cư sĩ họ chịu tu nghe. 12 giờ phía cũng chịu tu nữa. Đưa lên giờ nào là tu giờ đấy à. Cư sĩ giống liều mạng tu với ngộ ghê á. À, tu dữ lắm. Vì thấy nguyên một chương trình lễ viết Quan Âm Bồ Tát Đức từng tổ chức, mấy chục ngàn con người mà. Quý vị thấy đa phần cư sĩ chịu tu chưa? Tu lăn lộn luôn. Mấy ngày mấy đêm mới tu. Tu mặt mày bơ phờ cũng tu luôn. Nào, bây giờ thì tu quá khỏe rồi. 12 giờ khuya tối tu có tiếng đồng hồ khỏe ré. Thấy chưa? Lên tu đông lắm nghe, hồi tối mà 12 giờ khuya mà cũng 800 thành viên. Tu giỡn đâu. Đó. Bây giờ những đức thêm cái thời khóa mà 21 giờ tối là 9 giờ. Nó là thời đó những đức tu thêm thời đó nữa đó. Là giờ những đức ngày là 5 thời. Còn thứ bảy mỗi tuần thì thêm thờ 12 giờ phi là 6 thờ tịnh độ. Nó rồi mỗi ngày bấm số niệm Phật. Ngày bấm số niệm Phật. Vì nhớ là đạo tràng tịnh độ của chúng ta bây giờ gọi là hành giải nghe quý vị. Ngày xưa là giải hành, bây giờ là hành giải luôn. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói nè. Thấy không? Đúng ra hành giải thì phù hợp, tại vì hành rồi mới giải thì rất phù hợp. Mà giải được mà không hành, giải được rồi hành cũng được. Còn nếu như mà giải mà không hành thì quá tệ. Nghe nói là quá tệ. Còn bây giờ mình là tu rồi, mình đem tịnh độ mình tán thán, gọi là tu trước là hành, nói sau là giải. Nên từ nơi đó đạo tràng tịnh độ hành giải tương ưng. Đây là đạo tràng đặc biệt. Nếu như cái đà mà cuộc đời những đức từ 43 tuổi này, nếu như Phật lực gia trì, nếu đây là sứ mệnh cuộc đời của mình, thì từ năm 43 tuổi này những đức đi ra chùa là ngay ngày 19 tháng 9 dương lịch. Ngày âm lịch là ngay ngày 17 tháng 8 âm lịch 2024. Đó, có nghĩa là chu kỳ của những đức đi tu năm 2009. 5 năm sau, 5 năm sau là những đức đi. Rồi xong 10 năm sau hộ cấp những đức từ chùa đầu tiên những đức đi là cũng tháng 9. Khi những đức từ ngôi chùa thứ hai những đức đi cũng tháng 9. Nhớ kỹ, nghĩa là chu kỳ 5 năm, 10 năm. Và bây giờ chúng ta làm cư sĩ, khi chúng ta đi ra khỏi chùa là ngay ngày 19 tháng 9 2024 dương lịch. Bắt đầu từ năm nay 43 tuổi, bản thân của mình bắt đầu đi vào hành giải. Cả cuộc đời quyết chí làm cư sĩ, niệm Phật cho tới cùng luôn. Quyết chí đời này phải về thế giới cực lạc. Tất cả những bạn sen hữu duyên, chúng ta mỗi ngày cùng tu tập trên room, trên mạng internet. Và chúng ta không đề cập những việc dính dáng vô cái việc Phật sự cũng vừa gì hết. Chúng ta đều mỗi người tự làm, tự có cuộc sống, tự tu tập. Có duyên gặp nhau, đúng là tay bắt mặt mừng, tình nghĩa anh em huynh đệ. Và chúng ta tôn Đức Thích Ca Mâu Ni làm bậc thầy ở cõi ta bà này, và ngài chỉ chúng ta niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc. Chúng ta tôn Đức Phật A Di Đà làm bậc thầy. Và những đức cùng với vị là những bạn sen, cũng là những bạn sen, là bạn đồng tu. Thật sự 100% là bạn đồng tu. Chúng ta là bạn đồng tu từ bây giờ cho đến khi ra đi, đều là hướng về thế giới cực lạc. Ai về thế giới cực lạc trước đó thì trở lại rước người ở đây về sau. Ví dụ như những đức về trước thì nhất định quý vị tới ngày giảng sanh, những đức sẽ theo Phật A Di Đà đến đi rước quý vị. Còn nội trong đây quý vị ai là người đi về trước thì những người giảng sanh sau quý vị sẽ đến để tiếp dẫn những người đó về thế giới cực lạc sao. Quyết định chúng ta trở thành đạo tràng cư sĩ tổng hợp, nghĩa là đạo tràng này bất cứ người nào cũng có thể niệm Phật được. Người đúng hoàn toàn niệm Phật cũng tốt, càng tốt. Người làm việc sai quay đầu niệm Phật cũng tốt.
người khỏe mạnh niệm Phật cũng tốt, người bệnh đau niệm Phật cũng tốt, tật nguyền niệm Phật cũng tốt. Có nghĩa là hạng người nào cũng vào có thể niệm Phật được, gọi là đạo tràng tịnh độ cư sĩ tổng hợp. Tất cả hạng người nào cũng có thể tu tập được và niệm Phật được, không có một cái quy chế gì khó khăn đối với người nào hết. Tự mỗi người tu, mỗi người tự khuôn khép chính mình. Chỉ cần nắm chắc câu Phật hiệu, dùng câu Phật hiệu làm kim chỉ nam, để chúng ta tự giống như mỗi ngày niệm Phật, giống như là tắm rửa cái tâm của mình, tự dùng câu Phật hiệu để sửa đổi chính bản thân mình. Nên không có những quy tắc gì đặt ra nặng nề, không có trở ngại ai cả. Mỗi người tự tu lâu, tự mình sẽ kiểm định được cái tâm của mình. Đó là chỗ quan trọng nhất. Nên đạo tràng này sẽ hình thành rất là phát triển mạnh là ngay chỗ nào? Là vì người ta thấy người ta có cơ hội, thấy có cơ hội tu được, và thấy tu có cơ hội được giảng sanh. Nhớ nghe, có nghĩa là ai tu cũng thấy mình có cơ hội được giảng sanh. Vì nguyện thứ 18 là trung tâm của 48 lời đại nguyện mà Đức Phật A Di Đà ngài đã phát lên rằng, chỉ cần một chúng sanh nào tạo tội nặng nề cỡ nào, chỉ cần nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, quay đầu chân thật niệm, chí tâm tin ưa. Chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích. Chỉ cần người này nắm chắc câu Phật hiệu, gầy dựng ngay bổ nguyện Di Đà, tín nguyện kiên cố, dù trong cái thời gian tu có gặp sự trở ngại gì, chúng ta cũng cứ niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trừ những người không niệm Phật, nhớ kỹ nghe quý vị. Nên ai trong chúng ta niệm Phật cũng có cơ hội được giáng sanh. Nên có một vị hòa thượng ngài nói một câu rằng, lúc trước tới giờ tôi cũng niệm Phật, nhưng tôi thấy không có cơ hội vì nghe những vị giảng. Tuy là nói niệm Phật dễ mà tôi thấy tôi làm cũng không được. Nhưng từ khi đọc bổ nguyện niệm Phật của ngài Thiện Đạo Đại Sư hoặc ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân thì thấy rằng mình có cơ hội, mình đều có cơ hội được giáng sanh. Thì phải nhớ rằng Đức Phật A Di Đà ngài dùng cái sợi dây mà ngài kéo chúng sanh là chúng sanh nào? Là những chúng sanh tạo tội nghiệp như chúng ta ở cõi ta bà này. Quý vị hãy tự ngồi suy nghĩ là những người ở đây đi, mấy mươi tuổi đi, mình đã tạo tội nghiệp không phải đời này mà là nhiều đời nhiều kiếp tạo tội nghiệp nặng lắm. Nên cái bổ nguyện Di Đà vớt là vớt những chúng sanh tạo tội nghiệp như chúng ta. Đừng bao giờ mặc cảm, đừng bao giờ cảm thấy mình là kẻ tội lỗi mà không niệm Phật. Tôi như vậy làm sao Phật rước tôi về Cực Lạc? Đức Phật A Di Đà là một bậc đại đức, đại từ bi. Tôi là một người tội lỗi, một người sai quấy như vậy thì làm sao tôi có cơ hội mà ngài đến tiếp dẫn tôi về Cực Lạc? Điều này tôi không dám suy nghĩ đấy. Quý vị biết vì sao mười phương chư Phật đều tán thán Phật A Di Đà hay không? Vì cái bổ nguyện của ngài siêu vượt thập pháp giới. Cái bổ nguyện của Phật A Di Đà quá thù thắng. Chưa có cái nguyện của một vị Phật nào mà phát nguyện như Phật A Di Đà. Tất cả vị Phật phát nguyện đều là quý vị phải tự tu, tiêu nghiệp sạch sành sanh mới thành tựu con đường giảng sanh. Chỉ có đúng Phật A Di Đà là mang nghiệp giảng sanh. Mà mang nghiệp giảng sanh là ngay chỗ nào? Là tín nguyện. Tín nguyện là đừng bao giờ mặc cảm khi mình lỡ sai quấy, đừng bao giờ mặc cảm khi lỡ bị vấp ngã, hãy tiếp tục mà niệm Phật đi. Nên cái nguyện thứ nhất trong 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà phát lên rằng, một chúng sanh này tạo tội nghiệp chuẩn bị đọa địa ngục, nhưng mà nghe danh hiệu Phật, chân thật quay đầu niệm Phật, Đức Phật A Di Đà vẫn tiếp dẫn chúng sanh nó về Cực Lạc. Khi về Cực Lạc rồi không bao giờ trở lại bị thối đọa nữa. Vì thế giới Cực Lạc không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nên khi chúng ta về Cực Lạc chỉ có tiến tu thành Phật đạo, không còn bị thối đọa nữa. Quý vị coi mỗi một lời nguyện là chúng ta đều có cơ hội hết. Mỗi một lời nguyện là chúng ta đều có cơ hội hết. Nên người niệm Phật của chúng ta đều thấy mình có cơ hội niệm Phật được giảng sanh. Nên chỗ gây dựng tín nguyện là chỗ cực kỳ quan trọng. Như Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm niệm một câu Phật hiệu, gặp bao nhiêu sự trở ngại, chùa chiền có khi bị đập phá, người xuất gia bắt phải đi hoàn tục, ngài phải đi vào đội sản xuất, người ta hỏi ngài còn ăn chay được hay không, ngài nói làm sao mà cho mình ăn chay, gấp rau trong thịt mà ăn.
đây là tâm chay thật sự. Tâm chay thật sự. Hỏi ngài người ta có cho niệm Phật hay không, người ta không bao giờ. Vì ngài phải làm sao? Chăn trâu thì ngồi trên lưng trâu niệm Phật. Lùa dịch thì lùa dịch ra cho dịch ăn, rồi xong ngồi chỗ nào niệm Phật. Người ta không cho niệm Phật ra tiếng niệm trong tâm. Người ta không cho lễ Phật bằng ngày, lễ bằng đêm. Ghê chưa? 92 năm niệm một câu Phật hiệu từ khi gặp Phật Pháp. Người thầy truyền trao cho một câu Phật hiệu, ngài đã gầy dựng niệm 92 năm. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là một vật tu hành mà khắp nơi trên thế giới đều biết, tán thán và bái Hòa Thượng Ái Hiền làm thầy. Sự thành tựu của Hòa Thượng Ái Hiền cực kỳ thù thắng. Nếu mà so sánh về cái việc mà hiện tướng thành tựu thì hiện tướng thành tựu thù thắng hơn Hòa Thượng Tịnh Không. Vì ngài để là toàn thắng xá lợi, Hòa Thượng Tịnh Không thì không để lại. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không lại là thông tông thông giáo, giảng kinh thuyết pháp hoàn truyền tịnh độ, khắp nơi trên thế giới đều biết. Nhưng thì hiện thành tựu thì không bằng Hòa Thượng Ái Hiền. Ý muốn nói gì? Ý muốn nói cái việc làm của Hòa Thượng Tịnh Không không mấy người làm được, nên ngài mới thị hiện đẩy Hòa Thượng Ái Hiền lên thành tựu thù thắng, để cho người sau này nhìn theo đó biết rằng một câu Phật hiệu này thành tựu cực kỳ thù thắng, và thượng trung hạ đều làm được, ai cũng làm được. Nên bổn nguyện niệm Phật là ngay câu Phật hiệu thì thành tựu con đường giảng sanh là 100%. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên quý vị coi một cái đạo tràng cư sĩ tịnh độ mà bao gồm hết những con người ngồi trong đây, tổng hợp đứa con nít nhỏ xíu cũng ngồi tu được, quá thù thắng. Lễ Phật quá chèn thù thắng. Con nít mà lễ Phật. Lúc xưa những đứa gặp một người này, họ xuất gia, họ gặp một đứa nít lễ Phật, họ hỏi rằng con nhỏ xíu xíu gì con lễ Phật để làm gì? Đứa nít nói rằng con lễ Phật cầu sanh cực lạc. Người xuất gia nói con nít mà cầu sanh cực lạc không đơn giản. Đừng cười đứa nít này nghe, nó không đơn giản đó. Tuy đời này nó nhỏ nhưng những đời trước nó tu dữ dội lắm. Nó tu còn hơn là công chủ nữa. Rồi nó tái lai lại, nó con nít thôi mà nó đã ngồi niệm Phật rồi quý vị coi. Như những đức là tới 29 tuổi mới gặp tịnh độ. Như anh Hùng đồ hay mấy cô lớn lớn đây mấy người được bao nhiêu tuổi gặp ông tịnh độ. Vậy mà đứa nít cho tí tí, như bé Diệu Minh nhỏ xíu. Đoàn câu chuyện bao ông thằng trai nhỏ nhỏ mà ngồi đây niệm Phật. Quý vị nghĩ đi, những đời trước nó tu cỡ nào chưa? Dạng cống chủ đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Đời này nó mới nhỏ xíu nó ngồi nó niệm Phật á. Nó có nhiều đứa con, có nhiều Phật tử quý vị biết rằng đẻ mới có mấy tháng thôi. Vậy đó mà gặp mình nó kêu Phật, Phật. Nó chưa niệm đủ, ai với đạo Phật, Phật, Phật. Cái kinh chưa? Cái đó gọi là cốc chủ, chứ không phải cốc chủ bình thường nữa. Tí tí mấy tháng rồi biết niệm Phật rồi là mới kêu nó là cốc chủ. Ba cái cốc rồi tới chủ. Còn mấy đứa mà 8-9 tuổi này mới niệm Phật là cốc chủ. Không phải đơn giản, đừng có xem thường nghe. Không đơn giản á. Còn tụi không này nói gặp một bà già không biết gì niệm Phật đừng cười chê bà, đừng xem thường bà. Bồ Tát thứ thật, hộ trì đi, giúp đỡ đi. Cái thờ mạt pháp này mà họ niệm Phật là đời của họ có chừng là đời cuối á, đời cuối cõi ta bà này đó, để thành tựu con đường giảng sanh về cực lạc làm Phật đó quý vị. Nên bây giờ chúng ta không dám cười chê ai đâu. Những người mà niệm Phật á, mình không dám. Tại vì sao? Vì thiện căn họ cực kỳ dày mới niệm Phật. Bây giờ chúng ta đều là những người cư sĩ kết hợp lại để hoàn truyền Pháp Môn Tịnh Độ. Chăng thật đem Pháp Môn Tịnh Độ này đem vô từng nhà, gia đình 4-5 người mỗi ngày tu. Trẻ già bầu bì mới đẻ gì, con nít gì mới đẻ 1-2 ngày bắt nằm đó đó. Mình lễ Phật để nó nằm đó, đó. Nằm đó tới khi biết bò, biết trường, biết đứng là lúc đó lễ Phật luôn. Vừa đi chập chẩn là lễ Phật luôn. Tại vì sao? Ta nằm nghe quen rồi, thấy không? Có con cháu từ khi còn nhỏ mới đẻ ra hoặc mang bầu thôi đã cho nghe niệm Phật. Khi mình lễ Phật
để con đứa nít cho tí tí mới đẻ nằm ra luôn. Tới khi biết đi lê rai là lễ Phật luôn, tập từ khi trong bụng mẹ luôn. Đó gọi là để lại cái món tài sản đáng giá cho con cháu thật sự. Nên tịnh độ này bây giờ đem từng nhà, quý vị nên chân thật đem tịnh độ này phát triển từng nhà, cài đâm cho người ta, chỉ người ta vào thời khóa tu. Đây gọi là cái phương pháp tu để cầu giải nạn cho nhân sinh, cầu cho chúng sanh còn sống bình an, cầu cho người chết được siêu thoát. Và chúng ta là những người biết tu hành này, chắc chắn mình sẽ không đi làm chuyện giật đồ hay là cướp của giết người đâu. Nên những người mà tu hành này là những con người đang tô điểm cho xã hội tốt đẹp, làm con hiếu thảo với cha mẹ, nuôi cha mẹ của mình thì con mình sẽ nuôi mình. Nhớ, là một công dân không dám trốn thuế má, không dám làm những chuyện phạm pháp. Vì sao? Vì mình cảm ơn đất nước đã bảo vệ bình an cho mình để ngồi đây niệm Phật. Có nghĩa là từ hôm nay chúng ta làm cư sĩ, có nghĩa là lấy Đức Phật A Di Đà làm thầy. Chúng ta không còn mắc lòng tin vào ai hết. Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào bổ nguyện Di Đà. Chúng ta không bị thất vọng ai cả. Chúng ta là những người cư sĩ tu tịnh độ, đem tịnh độ giới thiệu. Không làm thầy ai cả. Không làm thầy ai cả. Cũng không nhận cúng dường, làm chương trình Phật sự gì hết. Chỉ có khuyên niệm Phật, mỗi người ở gia đình tự làm, tự ăn, tự có cuộc sống. Đơn giản, khỏi dính dáng cái gì cả. Nhẹ nhàng, khỏi nặng gánh, dễ sanh cực lạc. Những đức thấy, những đức buông được cái gánh kia. Có nhiều người tưởng rằng đó là sự thiệt thòi mà chính bản thân những đức cũng buồn. Nhưng càng tu, bây giờ mới thấy, bây giờ mình mới thấy mình thật sự có cơ hội để giảng sanh. Thật sự có cơ hội giảng sanh quý vị ơi. Đừng có đeo vào cái nặng nề quá, coi chừng khó giảng sanh đó. Đừng buồn giận người ta để trong tâm, càng tu càng dễ tính. Nhớ cái câu này nghe, càng tu càng dễ tính, đừng nên bắt bẻ ai cả. Đừng bắt bẻ ai, đừng buồn ai để trong tâm là quý vị sẽ thành công cái niệm Phật liền. Buồn người ta để trong tâm là nó chặn ngang chỗ này nè, niệm Phật không có vô. Bây giờ mình tập dễ tính đi. Sau này mình lớn tuổi người ta nuôi mình dễ, mà mình cũng dễ giảng sanh, mà giảng sanh đẹp nữa. Mấy cái người nào dễ tính là giảng sanh đẹp. Người nào mà khó tính là khi mắc á, cái miệng nó hả ra, cái tay nó quấu là gì nè, bị đí đi. Nên mình dễ tính nha quý vị, đừng buồn giận hay để trong tâm, tha thứ cho nhau đi. Mỗi người đều mang tâm tha thứ đi quý vị, thì tự nhiên quý vị sẽ niệm câu Phật hiệu này có cảm ứng thù thắng lắm. Cho nên tu tập xong nhà Đức nói chuyện chút gì đó cũng bằng cả tấm lòng, nói chuyện cũng háo hức dữ lắm rồi đó, thấy không? Gầy dựng tính nguyện cho quý vị. Mong rằng mỗi tuần thứ bảy chủ nhật chúng ta đều tập trung nhóm khắp nơi nơi, trong nước ngoài nước, tập trung lại để mà cùng tu tập, để phát nguyện cầu sanh cực lạc, cầu cho người sống được bình an, cầu cho người chết được siêu thoát. Đây là những thời khóa tu, cũng là kỷ niệm, mà cũng là những thời khóa tu chắc từ đó giờ cũng ít ai tổ chức cái thời khóa tu này, mà lại là đầu tràng trên không trung. Và đây cũng là những dấu ấn kỷ niệm đặc biệt quý vị, để 700 người tu giờ này đều chân thật phát cái nguyện đời này mình phải về thế giới cực lạc. Có nghĩa là nhất định đời này phải về thế giới cực lạc. Ngồi đây mà có những cặp vợ chồng mà tu chung là những đức thật sự rất là tán thán. Đồng vợ đồng chồng, thác biển đông cũng cạn. Vợ chồng mà đồng lòng mà cùng tu, dù là gia đình không giàu, không giàu có cơm ăn áo bằng là đủ. Đây cũng là đại hạnh phúc, thật sự. Cái phúc báo này không đơn giản. Nên mình niệm Phật mình phải tin chỗ này. Thì biết rằng cái thời khóa tu giờ này đặc biệt đó. Tu rất đặc biệt. Người mình giống như cái tâm mình nó đứng lại đặc biệt lắm. Bởi vì cái thời khóa này, từ đó giờ chắc chắn là ít ai nghĩ cái thời khóa này là thời khóa đặc biệt.
mà cũng là cái thời khóa mà không phải dễ vô tu. Nếu không biết sắp xếp khéo léo về cái việc mà thời gian để tu thì cũng thất bại. Nếu giờ này mà đưa lên thời khóa này mà khoảng cỡ 2 tiếng mấy đồ, dội rớt liền nói dòng dội. Nhưng như Đức đưa cái thời khóa cho vị tu quá khỏe. Nghĩa là cái đặc biệt của chúng ta là lấy cái mấu chốt từ 12 giờ khuya. Vì biết rằng là cái giờ này là cái giờ cầu an cũng thù thắng, mà cầu siêu cho những người, những cô hồn khổ đau cũng cực kỳ đặc biệt. Tại vì giờ này giống như tần số thông ấy. Những cái giờ mà ngày bình thường thì tần số loạn, nên cái đoạn đường mà đi của mình nó bị trở ngại. Còn giờ 12 giờ khuya này là tần số thông, tất cả con người đều lắng động tâm ngủ hết. Giờ này mình lại phát tâm, nên cái tần số của 700 con người này nó lượn thẳng hư không, siêu vượt thập pháp giới. Vậy là cảm với bổ nguyện Phật A Di Đà. Nên cái giờ tu này tuyệt vời lắm. Về sau chúng ta về thế giới cực lạc, mình sẽ hồi ức lại những khoảnh thời gian mà chúng ta đã từng ở cõi ta bà này. Tất cả những gì khi chúng ta ở cõi ta bà này vay mượn của nhau, lúc chúng ta về thế giới cực lạc sẽ trả cho nhau hết thôi. Nhưng Đức sẽ trả đủ cho quý vị, không thiếu một chút nào. Về thế giới cực lạc đi tính sổ nha. Nên cái giờ tu này thật sự mà nó quá tuyệt vời. Tuyệt vời lắm. Nghĩa là một thờ tu này thôi nha quý vị, nó sẽ 3-4 thờ tu không thể nào mà thế nào sánh bằng được. Thờ tu này đặc biệt dữ lắm. Nó buồn ngủ thôi đúng không? Nó từ từ hết buồn ngủ thôi. Chỉ cần nghĩ rằng tương lai Phật A Di Đà rước mình về cực lạc, Phật A Di Đà sẽ không bỏ những đứa con ngoan ngoãn, dễ thương, siêng năng niệm Phật, thức khuya dậy sớm. Phật A Di Đà sẽ không bỏ những đứa con này. Chúng ta đời này không muốn làm kẻ cùng tử lang thang, muốn đời này là đời chấm dứt cái lang thang trong cái lục đạo luân hồi không bờ bến này, và cái chết sống mà không ngừng nghỉ. Đời này muốn dừng lại và muốn sanh về thế giới cực lạc. Từ hôm nay những đức sẽ thêm một thời khóa tu tùy duyên, là cố định 9 giờ buổi tối. 9 giờ vì những đức ngồi để ý cái thời khóa đó hay. Tại cái thời mà tu mà tới 7 giờ 30 nghỉ, thì từ 7 giờ 30 mà cho tới 9 giờ chúng ta vô thời khóa đó thì tuyệt. Nghĩa là bây giờ là phải suy nghĩ chuyện tu tập. Mười mấy năm nay nó đã duyên phước đã tạo dữ quá. Bây giờ đến lúc phải an định tâm, nghe câu Phật hiệu thôi. Ai là những bạn sen, ai là những người mà muốn đời này đi về thế giới cực lạc cùng với những đức thì cố gắng. Đời này của những đức là quyết chí phải về thế giới cực lạc. Thật sự cái cảm giác bây giờ nó dạt dào ghê lắm. Nó dạt dào về thế giới cực lạc dữ dằn lắm. Không đơn giản. Nghĩa là 15 năm đi tu mà trong thời điểm khoảng một tháng nay là thời điểm dạt dào nhất. Dạt dào nhất. Đúng là trong cái thuận cái nghịch đều là bạn thân thiết của ta. Đời người đừng nên lúc nào cũng chọn cái thuận mà bỏ cái nghịch cho ai đây. Trong cái nghịch bản thân mình còn có thể chuyển biến nhờ từ ngay chỗ mình niệm Phật. Bây giờ mình chọn thuận không thì nghịch bỏ cho những con người khổ đau trong cõi đời này, làm sao họ chịu nổi. Nên thôi chúng ta là những người đệ tử ngoan của Phật A Di Đà, thôi cũng gánh vác những cái nghịch trong cuộc đời cho chúng sanh giảm bớt đi cái khổ đau quý vị. Thật sự. Nên trong cái nghịch đó mới thật sự là chúng ta muốn sanh cực lạc. Trong cái bị bỏ rơi đó chúng ta mới thật sự muốn sanh cực lạc. Và trong cái bị tình cảm phũ phàng chúng ta mới thật sự muốn về thế giới cực lạc.
Nếu cái gì cũng thuận tiện, cái gì cũng thương yêu, cái gì cũng là chung thủy, thì chúng ta khó phát tâm sanh cực lạc lắm. Vì chúng ta bị cái ái tình chói buộc, vì sợi dây chung thủy đó, mà chúng ta không nở lòng để xa họ. Nên chúng ta đời đời kiếp kiếp phải bị chói buộc trong cái cõi ta bà này. Nên những người đang phủ phàng không chung thủy với ta là những người đang thúc đẩy ta, đang xua đuổi ta đi về thế giới cực lạc. Thật sự quý vị, như câu chuyện nghịch duyên quý vị thấy không? Cuối cùng rồi cô độ luôn người chồng trở ngại cơ. Đây là điều rất rõ ràng 100%. Nên 700 con người đang tu lúc 12 giờ khuya này, hãy cảm giác điều phủ phàng trong cuộc đời là điều tốt đẹp cho người niệm Phật giảng sanh chúng ta. Sự trở mặt quay lưng của người khác là điều tốt đẹp cho người niệm Phật sanh cực lạc của chúng ta. Rõ ràng chứ tổ sư đó nói rằng sự trở ngại phủ phàng, sự lường gạt dối trá đến như ta là điều đặc biệt tuyệt vời nhất để người thật sự có tâm cầu sanh cực lạc, và dành cho những người có chí khí thật sự, là những con người đàn ông đích thực để muốn sanh về thế giới cực lạc. Tuy đây đa phần là nữ, nhưng quý vị nhớ rõ ràng trong kinh Đức Phật nói thân nữ chuyển thành nam. Không phải là quý vị tự nhiên nữ gì mà niệm Phật ngày mai có râu ria thành nam. Cái chuyện này thì cái chuyện mà nói thật sự không thể nào cái cõi đời này mà lại xuất hiện kỳ cục như vậy. Ý Đức Phật muốn nói rằng là mình là một người nữ yếu đuối, không quyết định được sự việc, quyết đoán được cái việc giảng sanh, thường bị cái dòng đời tình cảm chói buộc mình. Mình nặng bên này, mình nghiêng bên nọ. Bây giờ Đức Phật đưa mình cái pháp tu niệm Phật, mà để mình trong đời này, người nữ này phải trở thành một cái tâm nam tử mạnh mẽ, quyết đoán, trượng phu, quyết chí, vượt qua những cái sự ái tình chối buộc mà hướng về thế giới cực lạc. Có nghĩa là quý vị đang là tâm của trượng phu, là những con người có tâm trượng phu thật sự mạnh mẽ. Nghe không? Đó. Bây giờ ngồi đây có một người đàn ông đích thực để quyết chí dẫn dắt quý vị, thì đời này phải về thế giới cực lạc. Nghe không? Thì quý vị nên cố gắng lên, dù cho sự trở ngại gì, khó khăn gì, vì thấy những đức cũng đồng hành với quý vị. Lễ Quan Âm 3000 lại hay bao nhiêu chương trình, dù là khó khăn cỡ nào quý vị thấy, cuối cùng vẫn là người hô này đồng tình với quý vị, nhiệt liệt hết mình để tiến bước trên cái lộ trình mà đầy dẫy trong gai, bao nhiêu gập ghềnh, bao nhiêu ổ gà mình cũng vượt qua để mà về thế giới cực lạc. Nên tin chắc 100% Phật A Di Đà sẽ không bỏ mình đâu quý vị ơi. Quý vị nhớ, nên đây gọi là sứ mệnh của chúng ta tiếp tục để đem tịnh độ giới thiệu. Thật sự phải nói rõ là sứ mệnh chúng ta tiếp tục đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Nên những đức mong những người nam ngồi đây, dù le que một cái tên hay là nữ ở đây ngồi đây thiệt là đông, giờ này là giờ mà gọi là linh thiêng nhất, để mỗi người chúng ta chân thật phát nguyện, thấy không? Cùng đồng hành để mà đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho nhân sinh. Chỉ có đem pháp môn tịnh độ này gỡ cho nhân sinh, để người khổ đau trở ngại nhất, bí đường bí lối nhất, bệnh đau ung thư, bị bỏ rơi, bị phụ phàng tình cảm, bị lường gạt, không còn lối thoát, có khi muốn treo cổ tự tử, nhưng cuối cùng nhờ cái pháp niệm Phật này, nhờ cái pháp niệm Phật này mà họ có chỗ nương tựa. Và nhờ những điều nói chuyện đơn giản của hai lúa này mà giúp cho họ dễ nghe, dễ biết, và có một con đường cỡ mở, mở ra họ một con đường để cho họ thông dong tự tại về thế giới cực lạc. Thật sự, nếu ai là những người thật sự quyết chí muốn về thế giới cực lạc, thì cùng với hai lúa này, đức hai lúa, thấy chưa, cư sĩ muốn về thế giới cực lạc thật sự, có nghĩa là thật sự đời này muốn về thế giới cực lạc. Bây giờ chúng ta nên phát lên cái nguyện, bây giờ dù cho gặp sự trở ngại chông gai gì, chúng ta vẫn thấy mình không có thiệt thòi,
thấy mình không có thiệt thòi gì. Tương lai Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Đam, Bồ Tát Đại Thế Chí và hàng thánh chúng sẽ đến để tiếp dẫn và khen quý vị, khen những con người sống ở cõi ta bà nhiều sự trở ngại khổ đau nè, sanh trong cái thờ pháp của Phật, quá khứ là bị hạ cấp, mà quý vị vẫn tin cái pháp niệm Phật này, cái pháp khó tin, mà quý vị quyết tâm niệm Phật để về thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ đến khen quý vị. Khen quý vị sống trong cái cõi này nhiều người hơn thua đấu đá tranh giành, nhưng quý vị lại là một công dân tốt, một con người chấp hành pháp luật đàng hoàng, một con người biết ơn, gọi là tứ trọng ăn, ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn đất nước, ơn Tam Bảo. Tam Bảo liệt kê vào thầy dạy mình, nhớ kỹ. Nên mang những cái ơn này để mà quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ nghe quý vị, không thấy mình thiệt thòi thì không bao giờ muốn đi đấu đá với ai. Và chúng ta xếp gọn những cái lịch lang thang của chúng ta lại đi. Nên xếp những cái lịch lang thang của mình lại đi. Phải hãy ký tên vào cái sổ sanh tử đời này, phải về thế giới cực lạc đi. Có nghĩa là cái sổ ký chiến này ở cõi ta bà là gì? Sanh đến cõi ta bà là tử sanh cực lạc. Quyết tâm vậy đi. Nếu đã quyết tâm như vậy rồi thì chịu thiệt được hết. Chồng thương hay chồng ghét, chồng thương hay chồng đánh, con hiếu hay là con bất hiếu cũng đều vui vẻ trả. Bạn bè đến với mình chân thật hay là giả dối, mình cũng quyết tâm trả luôn. Không thấy mình thiệt thòi phải thật sự từ tâm. Thật sự từ tâm không thấy mình thiệt thòi. Nhớ nghe quý vị, bây giờ cái pháp niệm Phật này đem lại tới nhà cho quý vị rồi. Bây giờ này mà những đức đang đến nhà quý vị gõ cửa trái tim mà còn không chịu niệm Phật sanh cực lạc nữa thì bị muốn cái gì nữa? Phải gõ cửa trái tim không? Giờ này không có những đức ngồi đây, làm sao quý vị vô cái thời khóa này tu? Cái duyên những đức quý vị quá dày, nên gõ cửa vào trái tim một cái thôi là thổn thức và tỉnh táo để mà tu tập. Cái duyên này không đơn giản đâu, hiểu không? Đó. Nên dù cho người này tiếng tai tai tiếng gì thì người này vẫn là người gõ cửa trái tim mình để niệm Phật. Đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng rất mừng. Mừng gì? Trong đời của mình thì xuất hiện một người đàn ông dẫn dắt mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Dù thời điểm là xuất gia hay giờ là cư sĩ, họ vẫn đồng hành với mình. Việc này quý vị hãy ngồi suy nghĩ lại. Giờ này có ai là những người ngồi đây để mà nói về pháp môn tịnh độ này chân thật khuyên vị niệm Phật đâu? Bao nhiêu con người giờ này đang say sưa trong giấc ngủ. Còn những đức mỗi ngày dù cỡ nào cũng đồng hành với vị. 4 thờ, bây giờ còn thêm 1 thờ nữa là 5 thờ. 12 giờ khuya 1 thờ nữa là 6 thờ. Gọi là lục thờ tịnh độ. Tu kiểu này mà không giảng sanh nữa thì thôi. Thật sự mà nói, cái giờ này nó giảng vào quý vị ô là quý vị phải về cực lạc quý vị ô. Đời này phải về thế giới cực lạc thôi. Hiểu không? Nó. Như vậy thì chúng ta phải phát tâm là phải vui trả nợ, không có thấy mình thiệt thôi. Thuận nghịch gì đều là bạn. Và phải xếp gọn những cái vé đi lang thang, xếp gọn lại. Ở nhà tu tập, lo cho gia đình đàng hoàng để tròn trách nhiệm. Bây giờ là cái lúc bản thân mình phải quét nhà mình rồi. Lúc này là cái lúc mình phải quét nhà mình rồi, bị ô.
Như bản thân Nhật Đức năm nay 43 tuổi rồi, bây giờ trong cuộc đời này Nhật Đức nói với vị nghe, cái chết đến với mình cũng chưa chắc là già bệnh. Có những cái chết rất kỳ cục bất thường đến với mình. Bản thân chúng ta hãy lúc nào cũng chuẩn bị, khi bất cứ lúc nào cái chết đến là A Di Đà Phật sẽ đến rước mình về thế giới Cực Lạc. Phải mang cái tâm đó ra, chứ không phải chờ đến lúc con già con bệnh Phật rước con hộ niệm, không phải. Mà bây giờ là lúc mà quyết tâm, bất cứ lúc nào tai nạn gì đến, thọ mạng đến, là con chỉ có một niệm là về thế giới Cực Lạc. Chồng kế ngồi kế bên, niệm không niệm kệ ông, tôi đi trước rồi tôi trở lại rước ông sao. Vậy lúc này là cái lúc phải về thế giới Cực Lạc trước, ai về sao kệ, mình phải về trước đó. Phải về trước để quyết tâm. Nên câu vật hiệu này bây giờ phải siêng năng, đi cầu thang bước từng bước thầm, cũng niệm Phật A Di Đà Phật, từng bước thầm xuống cầu thang, lên cầu thang cũng từng bước thầm A Di Đà Phật đó. Nghĩa là trong mọi lúc mọi nơi, chạy xe ngoài đường đèn đỏ A Di Đà Phật, chờ tới đèn xanh, ngồi đợi ai cũng niệm Phật, chứ không có để mất thời gian nữa, bấm số niệm Phật. Những cái thứ buồn dặn người khác đem ra, đem ra khỏi tâm của mình luôn, hiểu chưa? Phải mạnh mẽ vậy đó, phải phát tâm rằng những cái thứ buồn dặn hẳn trách đem ra. Những cái tình cảm mà gọi là ở cõi đời này của chúng ta, hãy tùy duyên phương tiện mà sống với họ, biết đó là giả tạm, nhưng sống với họ bằng cái tấm lòng. Nhưng bất cứ lúc nào đã hết duyên thì ta không một chút gì lưu liên. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nhưng không đá đổ cuộc sống gia đình, không đá đổ tình cảm thế gian, gì đó là hữu tình độ sanh, không đá đổ. Nhưng nếu lúc nào người ta quyết định chặt đứt tình cảm này thì ta sẵn lòng, không có chút gì lưu liên. Nhớ nghe, phải cái tâm đó đó. Nghĩa đức hướng dẫn gì quý vị là gọi là hữu tình chúng sanh, không phải là buông xả cách mù quáng, đá đổ cuộc sống hiện tại, không phải. Mà sống rất tốt, sống rất đặc biệt, sống có tình cảm, sống có sự thương yêu, nhiệt tình. Nhưng mà nếu như người ta đã quyết định không cặn mình thì mình cũng không có gì phải lưu liên. Nhớ kỹ điều này, đó là cái đặc biệt cái cuộc sống. Mà tất cả những người nghe này là quý vị đã nắm được một chiếc phao tuyệt vời của thế giới Cực Lạc. Nắm con vật hiệu này cho chắc, đời này bây giờ thế giới Cực Lạc, không có hẹn đời nào nữa hết. Nhớ nghe quý vị, giờ này là giờ 1:27 phát nguyện sanh Cực Lạc. Đời này phải về thế giới Cực Lạc. Ai muốn giảng sanh đưa tay lên coi. Quyết chiến nghe quý vị. Nếu đã muốn sanh Cực Lạc, không buồn giận ai để trong tâm, dễ tính, khoan dung và tha thứ, để đời này phải về thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hẹn gặp nhau thế giới Cực Lạc quý vị ơi. Các sư huynh, sư tỷ, sư muội, sư đệ, chúng ta hẹn về thế giới Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.